Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tech Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một chủ đề khá là mới. Đây sẽ là một trong những cái vấn đề mà bản thân mình thấy dạo gần đây chúng ta đang có rất là nhiều cái nhu cầu về các cái dòng sản phẩm như này. Đó chính là các dòng sản phẩm aftershave, những cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ thường sử dụng sau khi cạo mặt hoặc là cạo râu. Thì thường đối với tất cả anh em chúng ta ấy, nếu mà chúng ta chưa làm quen và chưa tiếp cận được đối với các cái kiểu mà cạo râu đắp mặt khăn nóng, khăn lạnh thì nó sẽ rất là khó để chúng ta biết đến một sản phẩm aftershave, đúng không nào? Và thường thì cái thói quen để mà anh em chúng ta sử dụng các dòng sản phẩm aftershave ấy, thì gần như sẽ là không có. Có thể chúng ta sẽ có các cái nhu cầu sử dụng các dòng sản phẩm bọt kem cao cấp này, bọt cạo cao cấp này, hoặc là gel cạo mặt này. Nhưng mà đôi khi các cái dòng sản phẩm aftershave lại chưa quá thân thuộc đối với chúng ta. Nhưng mà ở dạo gần đây ấy, thì các cái dòng sản phẩm aftershave thật sự được rất nhiều người quan tâm và sử dụng. Cho nên chính vì vậy hôm nay mình cũng sẽ làm một clip để cho các bạn biết được là aftershave là cái gì và chúng ta sẽ nên sử dụng nó vào trong những trường hợp như thế nào và nó có bao nhiêu dạng ở thời hiện tại nhé. Ok, thì trước khi chúng ta tìm hiểu đến các dạng sản phẩm aftershave đang có thị trường thì mình cũng sẽ giúp các bạn biết được aftershave là gì. Thì nghe thôi các bạn cũng đã biết rồi, aftershave sẽ là những cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng sau khi chúng ta cạo mặt hoặc cạo râu. Thì cái sản phẩm này nó sẽ đem lại được cho chúng ta những gì? Thứ nhất, nó sẽ giúp làm sạch cái vùng da mà chúng ta vừa cạo. Thứ hai là nếu trong cái quá trình cạo ấy chúng ta gặp bất kể các cái vết thương nào thì nó cũng sẽ giúp chúng ta khử trùng, và đặc biệt nó cũng sẽ giúp chúng ta phục hồi lại cũng như là làm liền những cái sẹo đó nhanh hơn. Tiếp theo thì các dòng sản phẩm aftershave thì cũng sẽ giúp chúng ta cấp ẩm lại cho cái làn da, bởi vì bản thân cái việc cạo mặt hoặc là cạo râu ấy, đặc biệt đối với những bạn nào da khô hoặc là những ai da khô ấy, đây sẽ là một trong những cái điều chúng ta đặc biệt lưu ý. Bởi vì sau khi cạo xong, những ai da khô chúng ta sẽ ngứa dâm gian hết toàn bộ mặt. Đây là một trong những cái điều mà bản thân mình đã trải nghiệm rồi, cho nên là đối với mình ấy, thì một sản phẩm aftershave luôn luôn là một sản phẩm phải có ở trong cái tủ đồ của mình. Và tất nhiên rồi, đối với aftershave ấy, chúng ta sẽ chỉ có hai loại chính thôi. Một là ở loại lotion và hai là loại balm. Thì nôm na cho các bạn dễ hiểu, đó chính là cái loại lotion ấy, nó sẽ là cái loại có cồn. Nó sẽ làm cho cái da của chúng ta có cái cảm giác mát lạnh và nó sẽ khử trùng cái da của chúng ta. Sau đó là dạng balm. Balm này thì lại đặc biệt hơn, bởi vì đây là một dạng sản phẩm nó không có cồn. Nó không có cồn thì nó sẽ giúp chúng ta cấp ẩm này, nó sẽ giúp chúng ta có những cái công dụng là làm liền các cái vết sẹo này, cũng như là làm chống các cái tình trạng râu mọc ngược. Thì đây cũng là một trong những các cái dòng sản phẩm các bạn nên lưu tâm. Tất nhiên rồi, nếu mà bạn nào có cái râu quai nón rậm hoặc là chúng ta thích nuôi râu chẳng hạn, thì mình nghĩ là các bạn nên kết hợp cả sản phẩm này. Chúng ta nên sử dụng lotion trước, sau đó chúng ta sử dụng balm, thì nó sẽ là một trong những cái kết hợp vô cùng hợp lý. Và một trong những cái đặc điểm mà mình thấy aftershave tại sao ấy, nó lại là một sản phẩm rất là dễ dùng và rất là dễ để chúng ta chọn lựa thôi, đó chính là đây là một dòng sản phẩm đa phần được cấu tạo hoàn toàn 100% từ tự nhiên. Cho nên khi sử dụng các cái dòng sản phẩm này thì các bạn hãy cứ yên tâm mà sử dụng, không hề gặp một chút các cái mẩn, ngứa, kích ứng hoặc là bất kể vấn đề nó viêm nhiễm gì đâu. Đâu đó chúng ta sẽ chỉ mất thời gian để chúng ta có thể làm quen thôi. Tất nhiên các cái dòng sản phẩm lotion, các dòng sản phẩm có chứa cồn ấy thì nó sẽ dễ để chúng ta tiếp cận hơn, bởi vì nó có cồn, nó bay hơi nhanh, nó nhanh khô. Còn đối với các dòng sản phẩm balm ấy, các dòng sản phẩm không chứa cồn ấy, mình có thể kể ra một vài ví dụ như là các dòng sản phẩm gel hoặc là các dòng sản phẩm cream hoặc là các dòng sản phẩm tinh dầu, đều là những dòng sản phẩm không chứa cồn, cho nên là đâu đó nó sẽ mất thời gian để chúng ta làm quen với cái độ ẩm và cái độ thời gian khô nó khá là lâu. Và một trong những cái ưu điểm của các dòng sản phẩm aftershave thì nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho làn da, nó khiến cho làn da của chúng ta lúc nào cũng căng, cũng mịn và luôn luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh, chứ nó sẽ không bị khô, không bị nứt, không bị rát giống như các cái trường hợp mà chúng ta cạo xong chúng ta không tác động đến các cái dòng sản phẩm aftershave. Và đặc biệt đối với các dòng sản phẩm kem cạo hoặc là bọt cạo, hoặc là thậm chí chúng ta cạo với bằng nước không ấy, hoặc là các dòng sản phẩm bọt cạo nó thông thường nó không có các cái tính năng nó làm ấm da hoặc là cấp ẩm cho da ấy, thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm các bạn nên có. Mặc dù chúng ta không thể có một cái dòng sản phẩm kem cạo cao cấp, nhưng mà tất nhiên giá thành để chúng ta sở hữu một cái dòng sản phẩm aftershave cao cấp ấy, nó lại mềm mại hơn rất là nhiều. Thì đây cũng là một trong những ưu điểm các bạn nên lưu tâm. Còn để mà cái cách phân biệt các cái dòng sản phẩm lotion cũng hoặc là các dòng sản phẩm balm ấy, thì nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Tất nhiên là cái này các bạn cần có thời gian để chúng ta trải nghiệm sản phẩm. Các cái dòng sản phẩm lotion ấy nó sẽ có chứa cồn, thì khi mà sử dụng lên da tạo cảm giác hơi mát mát một chút. Còn các dòng sản phẩm balm ấy nó sẽ không có chứa cồn, thì khi mà áp lên da ấy, chúng ta sẽ ngay lập tức cảm nhận được cái độ ẩm, cái độ dính của sản phẩm đó. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái đặc điểm để các bạn có thể phân biệt được đâu là lotion và đâu là balm. Thì tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu đến các cái dòng sản phẩm aftershave đang rất được ưa chuộng ở trên thị trường hiện tại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đến Proraso. Proraso ấy nó sẽ là một trong những cái thương hiệu cực kỳ mạnh đối với các dòng sản phẩm về râu, đặc biệt là về râu. Chúng ta có kem cạo này, chúng ta có bọt cạo, chúng ta có gel cạo, chúng ta có cả dao cạo luôn. Nhưng mà mình đặc biệt thích các cái dòng sản phẩm aftershave của Proraso. Nó đem lại cho chúng ta thứ nhất là rất nhiều lựa chọn, thứ hai là nó sẽ đem cho chúng ta các
cái đặc điểm từ từng vùng da khác nhau đối với mỗi sản phẩm khác nhau và các cái nhu cầu khác nhau của chúng ta. Chúng ta sẽ có cấp ẩm, chúng ta sẽ có cho da nhạy cảm, chúng ta sẽ có tạo sự thoải mái, chúng ta sẽ có dành cho da dầu, rất rất nhiều lựa chọn dành cho các bạn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một vài các cái sản phẩm lotion đến từ Ruzo hoặc là các dòng sản phẩm balm đến từ Dapperden. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các dạng sản phẩm khác nhau. Tất nhiên rồi, mình sẽ có một clip tổng hợp các cái dòng sản phẩm aftershave nó đang được ưa chuộng ở thị trường hiện tại. Ở trong clip này mình sẽ chỉ giới thiệu qua rất là nhanh về các dòng sản phẩm mà đang được ưa chuộng thôi. Còn để mà phân tích cũng như là đi về chi tiết từng sản phẩm thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở clip khác. Và đó là tất cả những gì rất là nhanh mình muốn giới thiệu cho các bạn về các dòng sản phẩm aftershave, những cái dòng sản phẩm chúng ta sử dụng sau khi cạo râu hoặc là cạo mặt. Và rất hy vọng các bạn có thể coi đây là một trong những cái để mà chúng ta có thể tham khảo, hoặc thậm chí là đâu đó nó sẽ giúp các bạn lựa chọn được một sản phẩm aftershave, hoặc là biết đâu đó thì qua clip này các bạn cũng có thể tìm đến hoặc là tìm hiểu hoặc là sử dụng thử một sản phẩm aftershave xem sao. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu lần đầu đến với TrickShop thì nhớ một like, subscribe. Bên cạnh đó các bạn hãy để lại câu hỏi hoặc là cần mình phân biệt bất kể các sản phẩm gì thì cũng để lại dưới phần comment cho mình. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.